Ngày 16 tháng 11, Thánh Gertrude. Thánh Gertrude cả là một trong những bậc huyền nhiệm nổi tiếng của thế kỷ 13, cùng với Thánh Mesdith. Thánh nữ luyện tập một đời sống tinh thần gọi là hôn nhân huyền nhiệm. Đó là ngày trở nên vị hôn thê của Đức Kitô. Đời sống của ngài kết hợp mật thiết với Đức Giêsu và Thánh Tâm, từ đó dẫn đến đời sống của ba ngôi Thiên Chúa. Thánh Gertrude sinh ngày 6 tháng 1 năm 1256 ở Eisleben thuộc Saxony, nước Đức. Khi lên 5 tuổi, ngài được giao cho các nữ tu Benedictine ở Radandok chăm sóc. Sau này ngài trở thành một nữ tu và làm tu viện trưởng của chính tu viện ấy. Thánh Gertrude rất thích học hỏi, ngài giỏi tiếng Latin và sáng tác thơ phú dựa vào phụng vụ thánh. Cuộc đời của thánh nữ dù không có những biến động sôi nổi hay những hành động đáng kinh ngạc, nhưng sinh hoạt tinh thần của ngài thật đáng khâm phục. Ngài sống cuộc đời bí nhiệm trong tu viện, cuộc đời ẩn giấu với Đức Kitô. Ngài nổi tiếng là người sùng kính nhân tính thiêng liêng của Đức Giêsu trong sự thống khổ và trong bí tích thánh thể, và ngài cũng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Mỗi ngày thánh nữ lúc nào cũng chiêm niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, và cứ mỗi lần chiêm niệm như vậy, nước mắt của thánh nữ cứ tuôn tràn ra. Thánh nữ đã thực hiện rất nhiều việc đền tội cho các linh hồn, và Đức Mẹ đã hiện ra rất nhiều lần với thánh nữ. Thánh nữ rất sùng kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ và luôn cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. Thánh nữ từ trần vào ngày thứ tư mùa lễ phục sinh năm 1302. Thánh tích của ngài còn tại tu viện cũ ở Hoffa. Ngài chưa bao giờ được giáo hội chính thức phong thánh, nhưng Đức Giáo hoàng Clement thứ 12 đã cho phép tôn kính thánh nữ vào năm 1677. Lời cầu nguyện của thánh nữ cả Gertrude cho các đẳng linh hồn. Thiên Chúa đã từng nói với thánh cả Gertrude rằng, cứ mỗi lần lời cầu nguyện này được đọc lên thì sẽ có 1.000 linh hồn được thoát khỏi lửa luyện ngục. Lời nguyện này rất hay, rất ngắn gọn và rất dễ nhớ như sau. Lạy Cha đấng ngự muôn đời, con xin dâng lên Cha máu cực thánh của người con chí thánh Cha là Đức Giêsu, cùng với các thánh lễ được cử hành trên khắp cả thế giới ngày hôm nay, cho tất cả các linh hồn nơi luyện ngục, cho những người phạm tội ở khắp mọi nơi, cho những người phạm tội trong khắp cả giáo hội hoàn vũ, những người trong mái ấm và trong nội bộ gia đình của con. Amen.